Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, ngày 8 tháng 7, các chuyên gia đã bàn thảo nhiều giải pháp nhằm sớm thiết lập một cơ chế hợp tác hiệu quả với một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam này. Vừa qua, hàng chục phụ huynh có con dự thi tuyển vào lớp 6 năm 2011-2012 của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn khiếu nại tới Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thí sinh đã làm đúng câu số 3 trong đề thi toán nhưng không được chấm điểm vì không khớp với đáp án của Sở Giáo dục Đào tạo. Phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ vụ việc này. Nhằm trấn an nỗi lo ngại lạm phát leo thang cùng với các chính sách dân túy, ngày 8 tháng 7, bà Dinh Lúc Sinh Vất đã khẳng định chính phủ mới tại Thái Lan sẽ thực hiện một cách linh hoạt các cam kết của mình, có cân nhắc tới những tác động về mặt kinh tế xã hội khi tung ra các khoản chi tiêu lớn. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, Ngân hàng Trung ương châu Âu gọi tắt là ECB đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25% lên 1,5%. Đây là lần thứ hai trong năm nay ECB tăng lãi suất chủ chốt sau 2 năm duy trì mức lãi suất cho vay thấp kỷ lục 1% từ tháng 5 năm 2009 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, chiều 8 tháng 7 tại khu vực núi Sọ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục xảy ra vụ cháy rừng trên diện rộng. Đây là vụ cháy rừng thứ tư liên tiếp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong vòng 2 ngày qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đang đứng ở giữa núi Sọ thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây đang xảy ra một vụ cháy rừng to trên diện rộng. Như vậy, đây là lần thứ tư trong 2 ngày qua đã xảy ra hỏa hoạn cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi xảy ra cháy, huyện Hòa Vang đã huy động toàn bộ lực lượng của hạt kiểm lâm phối hợp với huyện đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ và nhân dân trên địa bàn gồm hơn 300 người cùng các phương tiện chữa cháy hiện đại để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy rừng diễn ra trên đồi núi cao và bùng phát ở nhiều vị trí khác nhau nên việc tiếp cận đám cháy hết sức khó khăn. Thêm vào đó là lớp thực bì và cây cỏ dại của khu vực rừng bị cháy lâu ngày không được phát quang đã tạo điều kiện cho ngọn lửa dễ lây lan trên diện rộng. Đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Điều đáng lo ngại hơn là khu vực xảy ra cháy rừng nằm bao quanh nhiều trụ điện và đường dây điện cao thế. Chưa có số liệu chính thức nhưng ít nhất đã có hàng chục hecta rừng trồng bị thiệt hại. Nguyên nhân của vụ cháy rừng bước đầu được xác định là do sự bất cẩn trong khi sử dụng lửa của người dân sống trong khu vực. Trở lại với những thông tin đáng chú ý khác, ngày 8 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã đến thăm làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chăm sóc nuôi dạy những trẻ em là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ là một trong số 13 làng Hòa Bình nuôi dạy trẻ em bị nhiễm chất độc da cam trên cả nước. Chính từ sự nuôi dạy đầy tình yêu thương nơi đây, nhiều cháu đã vươn lên trong cuộc sống, đạt thành tích cao trong học tập. Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của làng Hòa Bình cũng như tâm tư nguyện vọng của các cháu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết xúc động khen ngợi ý chí quyết tâm vượt khó của các cháu là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Giờ tôi mừng là các cháu lạc quan với cái cuộc sống của mình. Chắc lúc đầu cũng buồn, cũng nghĩ, cũng lo ha. Nhưng mà rồi lần lần thấy bao nhiêu tình cảm trong nước, tình cảm thế giới và đặc biệt tình cảm cái máy ấm ở Từ Dũ này đối với các cháu, bạn bè các cháu nữa, cho nên mình cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi cho cái đó quan trọng lắm. Các cháu phải hòa nhập vô cuộc sống bình thường, đi học với bạn bè. Lúc đầu chắc mình cũng có ái ngại một chút phải không? Nhưng mà dần dần nó cũng bình thường thôi. Bây giờ nó cũng bình thường. Mà lại nếu mà mình học giỏi hơn thì mình lại tự hào ấy. Các bạn sau liền tay liền chân đủ điều kiện thậm chí cuộc sống khá hơn. Nhưng mà mình học cũng không thua kém ai, thậm chí mình học giỏi hơn. Như vậy mình tự hào. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh những nỗ lực chăm sóc nuôi dạy các cháu của cán bộ nhân viên làng Hòa Bình và bệnh viện Từ Dũ, mong bệnh viện và làng Hòa Bình cố gắng đảm bảo tương lai cho các cháu, không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn mang lại tình thương yêu và mái ấm gia đình cho các cháu. Con thuộc dạng ngoại trú của làng Hòa Bình thì hiện nay con đang theo học hai trường đại học mở và trường đại học luật. Đại học mở thì năm 4 ngành công nghệ thông tin, đại học luật năm 3 ngành luật học. Và được vinh dự là đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 2010. Con thật sự là bất ngờ và được là vinh dự cũng như là một cái xúc động khi mà thấy được cái sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước
cũng như là lãnh đạo của thành phố nói riêng. Và con hy vọng rằng cái ngày hôm nay sẽ là cái động lực cho con để mà con có thể tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như là các chương trình học tập để mà sau này có thể giúp ích cho đất nước, giúp ích cho tổ quốc. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã gặp gỡ cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Từ Dũ. Chủ tịch nước đánh giá cao hai hoạt động nổi bật của bệnh viện là chương trình thụ tinh trong ống nghiệm giúp đỡ người hiếm muộn đã đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, cùng việc hỗ trợ bệnh viện các tỉnh, hỗ trợ đào tạo nữ hộ sinh thôn bản cho khu vực Tây Nguyên, góp phần thể hiện chính sách quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là một trong những bệnh viện hàng đầu của cả nước, đơn vị hai lần được tặng danh hiệu anh hùng. Ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Một trong những nội dung quan trọng được các nhà hoạch định, các chuyên gia bàn thảo nhiều nhất là tiến trình đàm phán hiệp định cũng như những rào cản phát sinh sau khi hiệp định được ký kết. Với giá trị xuất khẩu sang EU chiếm tới 16% GDP của cả nước, EU là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU khi được ký kết sẽ mang lại lợi ích song phương cho cả Việt Nam và EU. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ hạ thấp thuế quan từ cả hai phía Việt Nam và EU. Như thế, Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu vào EU và nhập từ EU các mặt hàng với giá rẻ hơn. Không những thế, đầu tư của EU vào Việt Nam còn được tăng lên. Việt Nam cũng đạt được vị thế tốt hơn trên thị trường EU. Tuy nhiên, hiện nay hiệp định này mới đang trong giai đoạn định hướng cho quá trình đàm phán. Chúng ta và phía EU đang trong quá trình thảo luận về một cái FTA. Cái việc mà sẽ bước vào một cái giai đoạn có thể nói là giai đoạn mang tính quyết định hơn thì chúng ta và phía EU đang chuẩn bị cho cái giai đoạn đó. Thì về tôi thì về mặt thời gian thì chúng ta rất là mong muốn là chúng ta có thể cùng với phía EU là quyết định sớm cái việc này. Tôi chỉ mong làm sao là chính phủ giữa Việt Nam và EU đàm phán để ký hiệp định ATA giữa Việt Nam và EU càng nhanh càng tốt, bởi vì nó có rất nhiều cái lợi. Bên cạnh những lợi ích từ hiệp định mang lại, một số doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chủ chốt vào thị trường EU cũng lo ngại về những rào cản mới phát sinh. Khi cái ATA giữa Việt Nam và EU đang và sẽ và chuẩn bị sẽ được ký, nhưng mà tôi tin chắc rằng nó sẽ có một cái hàng rào khác sẽ dựng lên. Tôi lấy ví dụ, bởi vì Việt Nam là một trong nước là đa số là may mặc nói chung, kể cả vấn đề da giày, chúng tôi vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc cái nguyên vật liệu đấy, từ Trung Quốc này, từ Ấn Độ này, thì khoảng tiếng đến 6-70%. Thì chính thức cái này cũng là một trong những cái rào cản, bởi vì khi cái định ATA này nó đòi hỏi là cái nguyên phụ liệu sản xuất ở Việt Nam, nếu như chúng ta sản xuất được đầy đủ nguyên vật liệu 100% ở Việt Nam thì chúng ta sẽ được hưởng lãi suất là 0%. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU hiện mới đang trong giai đoạn định hướng cho quá trình đàm phán. Trong giai đoạn này, chuyên gia của hai bên sẽ thảo luận các động tác dự báo và chiến lược kinh doanh từ phía đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu với mục đích đàm phán diễn ra sớm nhất. Kiểm toán thuế trong chức năng nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước là chủ đề của cuộc hội thảo do Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh diễn ra vào ngày 8 tháng 7. Hội thảo do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân chủ trì với sự tham dự của đại diện Kiểm toán Nhà nước các quốc gia Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Thuế là nguồn thu chủ yếu, quyết định thu ngân sách nhà nước. Thuế liên quan và có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến toàn thể xã hội và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc đảm bảo hệ thống tổ chức thu thuế hiệu quả, hiệu lực và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế luôn là một nhiệm vụ quan trọng của nhà nước. Trong đó có trách nhiệm cơ quan kiểm toán tối cao, đó là Kiểm toán Nhà nước. Việc nhận thức đầy đủ và toàn diện về vai trò của kiểm toán thuế trong chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước sẽ làm cơ sở cho việc chỉ đạo, quản lý hoạt động của kiểm toán thuế của Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán nhà nước hàng năm thì vẫn kiểm toán cái công tác quản lý của ngành thuế, tức là báo cáo quyết toán thuế mà được thể hiện trong cái báo cáo quyết toán trình Quốc hội và Chính phủ. Trên cơ sở các cái báo cáo quyết toán đó thì giúp cho Bộ Tài chính rồi là ngành thuế xác định được cái số được phải thu, cái số đã thu, cái số còn tồn đọng mà còn nằm chưa được tập trung vào trong cân đối ngân sách nhà nước. Sau
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chưa bao giờ ngành kiểm toán được quan tâm nhiều như hiện nay. Ngành kiểm toán đang đóng vai trò tối quan trọng trong nền kinh tế thế giới, góp phần tạo sự minh bạch trong tài chính công và tư, giúp nâng cao niềm tin của công chúng. Những ý kiến tham luận của các chuyên gia tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán thuế của kiểm toán nhà nước, trong đó bao gồm việc kiểm toán thuế tại doanh nghiệp nhà nước và kiểm toán công tác quản lý thuế. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số trường đại học tổ chức thi đợt 2 là 110 với hơn 900 điểm thi và hơn 22.000 phòng thi. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là gần 66.000 thí sinh. Số thí sinh làm thủ tục dự thi là gần 75%. Trong ngày làm thủ tục dự thi, số thí sinh phải sửa chữa, bổ sung sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi là rất ít. Ngày làm thủ tục dự thi đại học đợt 2 cũng là ngày làm việc. Đại đa số các trường đại học làm thủ tục dự thi cho thí sinh vào buổi sáng, trùng giờ đi làm của cán bộ, nên ở Hà Nội có hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến phố. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên, sinh viên tình nguyện đã phối hợp giải tỏa, phân luồng kịp thời, nên không ảnh hưởng đến buổi làm thủ tục dự thi của thí sinh. Tình hình thời tiết thuận lợi, không có mưa bão, điện nước cung cấp ổn định ở tất cả các hội đồng thi.